Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, Việt Nam Cộng Hòa hé lộ nguồn tin, con trai Úc Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Nghị, xoay chuyển tình thế cứu cha thoát chết. Tổng bí thư trọng, choáng ván, tức tối, theo kiểu rừng già mà còn bị thua con nít, bị bộ trưởng bộ xây dựng Nguyễn Thanh Nghị kêu gọi sửa hiến pháp để cho phép đặt căn cứ nước ngoài để yểm trợ cha mình. Đối đầu Nguyễn Phú Trọng Việt Nam Cộng Hòa bật Mỹ công khai đăng tải trên nhiều tờ báo lớn quốc tế chỉ thẳng mặt con trai Úc của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là ông Nguyễn Minh Triết, 32 tuổi vừa được hội nghị Ban chấp hành Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu bổ sung vào Ban bí thư Trung ương đoàn khóa 12 hôm ngày 17 tháng 7 trước khi nhiệm vụ mới, ông Triết làm viên ban thường vụ Trung ương Đoàn trưởng Ban Thanh niên, trường Trung học Trung ương. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, một con người khác của Nguyễn Tấn Dũng, là con trai cả Nguyễn Thanh Nghị, hiện đang là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Theo BBC, trong cuốn hồi ký xuất bản gần đây của cựu Bộ trưởng Mỹ tại Hà Nội. Sau Đại hội 12 năm 2019, ông Nguyễn Tấn Dũng giành được lời hứa trong gia đình ông sẽ không bị tấn công của phe Nguyễn Phú Trọng. Ông Dũng rút lui về miền Nam và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu loại ra khỏi đảng bất kỳ ai mà ông xem là quá trung thành với ông Dũng. Hồi ký của cựu đại sứ Mỹ cho biết Thưa quý vị và các bạn, ở ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng vừa có tên trong danh sách được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngoài con trai ông Nguyễn Tấn Dũng còn có những thành viên nhân sự cấp cao nào của Việt Nam sẽ tham gia vào bộ máy chính phủ lâm thời mới do cha sáng lập để sẵn sàng đối phó Nguyễn Phú Trọng bất cứ lúc nào. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa trình Quốc hội phương án nhân sự chính phủ mới làm Nguyễn Phú Trọng tức ngẹn lời. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tướng Phong Văn Giang dường như theo phe miền Nam kêu gọi sửa hiến pháp nước này để có thể mở đường cho việc nước ngoài, tức Mỹ, đặt căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam làm tổng trọng khóa xử. Trong bài bình luận đăng tải trên trang tin Cộng thông tin điện tử Chính phủ hôm 19 tháng 7, Bộ trưởng tướng Phong Văn Giang đã kêu gọi loại bỏ điều khoản về việc không triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài trong điều 17 của hiến pháp Việt Nam và ông hủy bỏ trước điều ước 30 của quân sự do người tiền nhiệm đặt ra cho quân đội như một gáo nước lạnh đổ thẳng vào mặt ông Nguyễn Phú Trọng. Tướng Giang nói về điều khoản về việc không triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài đã trở nên lỗi thời. Đương nhiên nếu cần, chúng ta có thể dùng thuật ngữ như trung tâm hợp tác và trao đổi kinh nghiệm thay vì từ căn cứ nhưng làm vậy, để làm gì? Tốt hơn hết là loại bỏ hạn chế này để không tạo cơ hội cho những đồn đoán, ông nói. Ông cũng kêu gọi sửa đổi hiến pháp Việt Nam theo tư bản chủ nghĩa của mình bằng cách thêm một điều khoản rằng Hà Nội sẽ độc lập lựa chọn các cơ chế để đảm bảo an ninh của riêng mình, bao gồm cả việc tham gia các hiệp ước và tổ chức quốc tế nhằm xác định rõ ràng mong muốn gia nhập NATO được ghi nhận trong đoạn 5 của lời mở đầu hiến pháp. Để đảm bảo an ninh quốc gia không bị lặp lại như cuộc chiến Nga và Ukraine. Giấc mơ của Tướng Giang vào NATO của Việt Nam bắt đầu từ năm 2018 khi khối liên minh quân sự hứa hẹn về khả năng kết nạp Hà Nội trong tương lai. Sau sự kiện cuộc đảo chính năm 2018, đòi lật đổ chính quyền Hà Nội và sự việc Trung Quốc sắp nhập đảo Hoàng Trường Sa vào bản đồ Trung Quốc. Tướng Giang vẫn giữ nguyên mong muốn trở thành thành viên NATO. Vào năm 2019, tướng Giang đã đưa quyết tâm gia nhập các tổ chức phương Tây như EU và NATO vào hiến pháp, nhưng bị Nguyễn Phú Trọng gạt phăng sang một bên. Chính vì thế, ông tìm liên minh với cha con Nguyễn Tấn Dũng để tạo vị thế ép Phú Trọng phải chấp nhận, nếu không ông sẽ cho binh biến sang bằng Hà Nội. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 11 tháng 7 ở Vilnius Lithuania. Khối Liên minh cho biết Việt Nam sẽ được mời gia nhập NATO khi các nước thành viên đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Việt Nam sẽ được phép bỏ qua yêu cầu thực hiện kế hoạch hành động thành viên MAP, từ đó loại bỏ một rào cản trên con đường gia nhập NATO. Kể từ khi chiến sự Nga và Ukraine bùng phát, Mỹ và các đồng minh NATO đã cấp cho tướng Giang khoảng viện trợ hơn 150 triệu USD, gồm vũ khí, đạn dược, khí tài. Tuy nhiên NATO khẳng định họ chỉ hỗ trợ cho tướng Giang đối phó với Nguyễn Phú Trọng nếu ông không nghe lời, cho dù tướng Giang không phải là một bên tham gia cuộc chiến. Trong khi đó, Tổng thống, ông Tổng bí thư Trọng tuần trước tuyên bố việc Việt Nam có thể gia nhập NATO sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh đối với Hà Nội từ Trung Quốc và sẽ không tăng cường an ninh cho miền Nam nếu xảy ra binh biến. Đối với tư cách thành viên của Việt Nam trong NATO, chúng tôi đã nhiều lần nói về điều này. Điều này tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh của Việt Nam, rõ ràng là như vậy. Trong khi đó, Phạm Minh Chính, Lộng Hành, phê chuẩn bổ nhiệm hai phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, thủ trưởng lãnh đạo ngành cơ quan ngang bộ trong thời gian vừa qua, bất chấp cảnh báo của Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, danh sách nhân sự một số phó thủ tướng và các chức vụ bộ trưởng thành viên chính phủ dự kiến được phê chuẩn, bổ nhiệm, có nhiều vị trí đáng chú ý. Hai ông Lê Minh Thái, nguyên tổng thanh tra chính phủ và Lê Văn Thành, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, sẽ giữ chức phó thủ tướng chính phủ. Đang chú ý ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Người từng có thời gian làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, sau đó được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cũng có tên trong danh sách trình Quốc hội phê duyệt, các thành viên chính phủ mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chính phủ đương nhiệm của Việt Nam hiện có 4 Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng hỗ trợ và tham mưu cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, gồm các ông Trương Hòa Bình và vài đàn em Nguyễn Tấn Dũng. Danh sách cụ thể Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm các thành viên chính phủ mới gồm hai phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, thủ trưởng, các cơ quan đảng bộ. Nếu danh sách này được thông qua chính phủ Việt Nam, sẽ có tới 5 phó thủ tướng gồm ba đồng chí đã giữ cương vị đầu nhiệm kỳ là Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh. Hai nhân sự mới gồm Lê Minh Thái và Lê Văn Thành. Sau đây là danh sách thành viên chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn thứ nhất. Ông Lê Minh Thái, Phó Thủ tướng Ông Lê Minh Thái được Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu để Quốc hội bầu bổ sung vào danh sách Phó Thủ tướng. Sau khi đồng chí Trịnh Đình Dũng được miễn nhiệm cùng ngày ông Lê Minh Thái, sinh năm 1964, quê ở Bạc Liêu, ông có trình độ thạc sĩ kế toán, kiểm toán, kỹ sư kinh tế cử nhân chính trị. Từ tháng 3 năm 2007 đến nay, ông Lê Minh Thái lần lượt giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm soát Nhà nước, Phó Bí Thư tỉnh Ủy Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Bí Thư tỉnh Ủy Bạc Liêu, Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Lê Minh Thái hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Bí Thư Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14 của Việt Nam. Thứ hai, ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng. Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê ở Hải Phòng, Ông có trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế. Vị lãnh đạo này trải qua nhiều năm công tác ở công ty xi si măng Hải Phòng cũng như ban quản lý dự án khu đô thị xi si măng Hải Phòng. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Phó Bí thư, rồi Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 6 năm 2016, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Ông Lê Văn Thành là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 và hiện giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Thứ ba, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhân sự được đề nghị đề kiến làm cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đại diện cho Việt Nam hay cho Đại tướng Ngô Xuân Lịch là Thượng tướng Ông Phan Văn Giang hiện là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Nam Định. Ông Giang có học vị Tiến sĩ Khoa học quân sự và được đánh giá là một trong những chỉ huy quân sự xuất sắc của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thứ tư, ông Bùa Thành Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao, thay cho đồng chí Phạm Bình Minh nhân sự lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, thay cho ông Phạm Bình Minh là Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn. Ông Bùi Thanh Sơn sinh năm 1962, quê ở Hà Nội, có trình độ thạc sĩ, quan hệ quốc tế. Người dự kiến sẽ là tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Thứ năm là bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ Người kế nhiệm ông Lê Vĩnh Tân là lãnh đạo Bộ Nội vụ là bà Phạm Thị Thanh Trà. Bà Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An. Bà hiện là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Bà Trà có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân sư phạm và hiện đại diện Trung ương Đảng khóa 12 13 của Việt Nam. Thứ sáu, ông Lê Minh Hoang Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn người thay thế Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ là đồng chí Lê Minh Hoang. Ông Lê Minh Hoang sinh năm 1961, quê ở Đồng Tháp, có trình độ thạc sĩ kinh tế và là kiến trúc sư. Ông Hoang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 14, hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam. Thứ bảy, ông Nguyễn Thành Nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng, con trai Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lẽ là nhân sự gây chú ý nhất trong danh sách thành viên chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê ở Cà Mau, là tiến sĩ khoa học ngành kỹ thuật xây dựng. Ông Nghị là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự quyết 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông Nghị từng là bí thư tỉnh ủy Kiên Giang và hiện ông đang đảm đương cương vị Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Thứ 8, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1961, quê ở Quảng Trị. Có trình độ thạc sĩ triết học. Ông Nguyễn Văn Hùng từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 và hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thứ 9 là ông Hầu A Lăng, làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ông Hầu A Lăng, hiện là phó chủ tịch kim tổng bí tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông sinh năm 1973 ở Lào Cai, là thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 dự khuyết, 11 dự khuyết, 12 và 13. Thứ 10 là ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người kế nhiệm đồng chí Mai Tiến Dũng, làm Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được kỳ vọng hỗ trợ đắc lực cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính là ông Trần Văn Sơn. Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê ở Nam Định, có trình độ thạc sĩ, quản trị kinh doanh, kỹ sư kinh tế xây dựng. Ông Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14, và hiện là Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế tướng số 1 của Mỹ nói rằng xung đột Nga và Ukraine sẽ khó khăn, đẫm máu và khó lường. Viên tướng hàng đầu của quân đội Mỹ hôm 18 tháng 7 tuyên bố rằng cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các lực lượng Nga sẽ kéo dài, đẫm máu, với chiến tuyến dịch chuyển từng chút xíu. Cụ thể, tướng Mark Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tuyên bố với các phóng viên, còn quá sớm để nhận định cuộc phản công của Ukraine là thất bại. Cuộc xung đột đó sẽ kéo dài, khó khăn và đẫm máu. Ukraine bắt đầu phản công vào đầu tháng 6. Kiev chiếm được một số ngôi làng ở miền Nam và quanh thành phố Ba ở miền Đông chưa tạo được đột phá lớn nào trong công phá phòng tuyến kiên cố của Nga. Kiev cho biết họ chú ý tiến công chậm để tránh thương lượng, thương vong lớn do các bãi mìn dày đặc của Nga và tập trung vào làm suy giảm năng lực hậu cần và chỉ huy của Nga. Phía Nga thì tuyên bố phản công của Ukraine đã thất bại. Tướng Milay cho biết các kịch bản tác chiến khác nhau dự báo các mức độ tiến bước khác nhau của quân Ukraine trên chiến trường, nhưng kịch bản trên giấy sẽ khác với thực tế khi đối mặt các bãi miền, dây thép gai và chiến hào Nga. Ông Milay nói thực chiến là khó dự đoán, đầy nỗi sợ hãi và sương mù trong một diễn biến tiếp theo cựu ngoại trưởng mỹ kissinger bất ngờ gặp bộ trưởng quốc phòng trung quốc cựu ngoại trưởng mỹ henry kissinger vừa có cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng trung quốc lý thượng phúc tại bắc kinh bộ quốc phòng trung quốc cho biết ông kissinger gặp ông lý với tư cách công dân bình thường phát ngôn viên bộ ngoại giao mỹ matthew miller cho biết ông lý đang chịu các lệnh trừng phạt của mỹ khi còn là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời chính quyền Nixon, ông Kissinger đóng vai trò chủ chốt trong quá trình bình thường hóa quan hệ Mỹ và Trung. Chuyến thăm của ông Kissinger đến Bắc Kinh diễn ra vào giai đoạn căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Trung. Dù Washington đã có một số nỗ lực nhằm ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ thăm Trung Quốc trong tháng qua. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn khước từ những đề nghị của Mỹ về trao đổi quân sự cấp cao, trong đó có đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng bên lề đối thoại Sangila ở Singapore hồi đầu tháng 6, dù hai người có cuộc trao đổi ngắn. Theo thông cáo về cuộc gặp mà phía Trung Quốc đưa ra, ông Kissinger nói rằng ông là một người bạn của Trung Quốc và Mỹ với Trung Quốc nên xóa bỏ hiểu nhầm, cùng tồn tại hòa bình và tránh đối đầu với nhau. Lịch sử và thực tế nhiều lần cho thấy cả mỹ và trung quốc đều không thể coi nhau là đối thủ thông cáo dẫn lời ông kissinger ông lý nói rằng một số người mỹ không thỏa hiệp khiến quan hệ mỹ và trung rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ông lý thúc giục mỹ có nhiều điều chỉnh chiến lược đúng đắn đồng thời bày tỏ hy vọng bắc kinh và washington có thể làm việc cùng nhau để thúc đẩy phát triển ổn định và lành mạnh trong quan hệ giữa hai nước và hai quân đội phát ngôn viên bộ ngoại giao mỹ cho biết ngoại trưởng antony blinken chỉ biết thông tin về chuyến thăm của ông kissinger khi ông đến bắc kinh tháng trước khi được hỏi rằng liệu có vấn đề gì khi ông kissinger gặp một bộ trưởng quốc phòng đang bị mỹ trừng phạt ông miller nói rằng chúng tôi sẽ phản đối bất kỳ ai vi phạm các lệnh trừng phạt của chúng tôi nhưng theo tôi hiểu thì một cuộc gặp không vi phạm các lệnh trừng phạt Chúng tôi tin rằng bộ trưởng quốc phòng của chúng tôi có thể gặp một bộ trưởng quốc phòng đang bị trừng phạt và đó là điều phù hợp, ông Miller nói. Bắc Kinh dừng trao đổi quốc phòng cấp cao với Mỹ từ tháng 8 năm ngoái để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Mỹ Nancy Pelosi khi đó đến đảo Đài Loan, Trung Quốc.